Câu hỏi tiếp theo là của chị Thủy. Chị Thủy là nhân sự tại Vingroup. Chào thầy và chương trình. Em là học viên tại lớp học thầy đã đào tạo tại Vingroup. Nhờ thầy và các trợ lý tư vấn giúp em. Hiện tại chồng em sinh năm 1987 Đinh Mão, em sinh năm 1990 Canh Ngọ. Bé đầu bên nhà em sinh năm 2018 Mậu Tuất. Em muốn sinh thêm cháu muốn sinh thêm cháu tiếp theo nhờ chương trình tư vấn giúp, và gia đình em chọn chung cư thì nên chọn hướng nào? Theo hướng của ban công hay theo hướng của tòa nhà hay là theo hướng của cửa chính ạ? Em cảm ơn thầy và các trợ lý rất là nhiều. Cảm ơn anh Tài, xin cảm ơn chị Thủy. Chị Thủy đang công tác tại Vingroup đúng không ạ? Thì trong năm 2019 vừa rồi thì tầm khoảng tháng 4 thì thầy có một cái chương trình đào tạo cho các cán bộ nhân sự tại Vingroup, thì chắc có lẽ chị Thủy cũng có tham gia chương trình đấy. Nhận thấy rằng là tại chương trình này thì rất nhiều các cán bộ nhân sự tại tập đoàn Vingroup cũng gửi rất nhiều những cái câu hỏi dành cho thầy. Tuy nhiên là thời gian của chương trình cũng có hạn, do đó chắc có lẽ là chị Thủy cũng chưa có cái cơ hội đặt ra câu hỏi với thầy, và thông qua chương trình này thì chị mong muốn giải đáp. Xin thưa với chị Thủy như sau, hiện tại là gia đình chị bao gồm có tuổi chồng chị là 1987 Đinh Mão, chị là sinh năm 1990 Canh Ngọ và bé đầu nhà chị là sinh năm 2018 Mậu Tuất. Thì chị muốn sinh cháu tiếp theo vào năm nào đúng không? Xét theo yếu tố về năm sinh tuổi các thành viên gia đình chị thì chúng ta sẽ thấy một thông tin như sau. Gia đình chị có tuổi chồng chị là 1987 Đinh Mão, 90 Canh Ngọ, 2018 Mậu Tuất. Chị muốn sinh cháu tiếp theo đúng không? Hiện tại chúng ta đang năm 2020 Canh Tý. Thì dĩ nhiên mà nói thì năm 2020 Canh Tý chúng ta không thể... không nên sinh cháu trong năm 2020 Canh Tý này, bởi vì tí ngõ tương xung sẽ ảnh hưởng đến yếu tố là xung khắc địa chi giữa bé 2020 và mẹ cháu. Xét theo một năm tiếp theo đi, đó là năm 2021 Tân Sửu đúng không ạ? Năm 2021 Tân Sửu thì về cơ bản rằng là chúng ta cũng có thể 2021 Tân Sửu về cơ bản rằng là năm 2021 Tân Sửu này thì nếu mà có sinh cháu thì cơ bản cũng được. Tuy nhiên một điều đó là vì rằng là Sửu là quý nhân của Canh đúng không ạ? Đồng thời rằng là Tân thì lấy quý nhân là Ngọ, do đó là hai mẹ con đó là Tân Sửu 2021 và 1990 Canh Ngọ thì là quý nhân của nhau, về cơ bản cũng tốt. Tuy nhiên rằng là Sửu Ngọ thì lại tương hại, thế cho nên rằng là nếu như có cái phương án lựa chọn khác thì chúng ta không cần phải sinh vội vào năm 2021 Tân Sửu này. Có một phương án tiếp theo chúng ta xét đến là năm 2022 Nhâm Dần chẳng hạn đúng không? Năm 2022 Nhâm Dần. Năm 2022 Nhâm Dần thì xét theo tuổi các thành viên gia đình chị thì Dần Ngọ Tuất thì tam hợp. Bởi vậy cho nên rằng là bởi vì đã có 1990 Canh Ngọ, một cháu bé nhà bạn nhà chị là 2018 Mậu Tuất thì có thể sinh cháu tiếp theo vào năm 2022 là Nhâm Dần để lấy yếu tố Dần Ngọ Tuất tam hợp thì cơ bản cũng rất là tốt luôn, cũng không có vấn đề gì cả. Nếu như xét tiếp một cái năm tiếp theo là năm 2023 là năm Quý Mão đúng không ạ? Nếu như xét vào năm 2023 Quý Mão thì có được hay không? Năm 2023 Quý Mão thì cơ bản cũng rất là ổn với lại thành viên gia đình chị thôi, bởi vì là gia đình chị đã có 1987 Đinh Mão thì 2023 Quý Mão hợi Mão Mùi tam hợp thì cũng không có vấn đề gì mà phải lo lắng cả. Mão Tuất thì lại nhị hợp, bởi vậy cho nên rằng là sinh cháu vào năm 2023 Quý Mão thì cũng có thể được coi là một trong những phương án mà chị cần lưu tâm, chị lựa chọn đến. Thế thì tự chung lại thì trong cái năm 2020 Canh Tý này thì bé tiếp theo mà chị có thể lựa chọn sinh cháu thì có thể là lựa chọn vào năm 2022 Nhâm Dần, cũng như là có thể là năm 2023 Quý Mão thì cũng được. Năm 2022 Nhâm Dần nếu như sinh cháu vào năm 2022 Nhâm Dần để lấy yếu tố Dần Ngọ Tuất tam hợp thì khuyên chị nên lựa chọn tháng mà hóa khí để mà tiến hành là sinh cháu vào cái tháng hóa khí sẽ trở nên tốt hơn. Thì để sinh cháu tháng hóa khí thì mình căn cứ để mình tính cái thời điểm thụ thai đúng không ạ? Thì tháng hóa khí của Dần Ngọ Tuất như nào thì chị có thể liên hệ đến 1900292 bằng nhanh số 1 để được đội ngũ trợ lý tư vấn kỹ hơn liên quan đến tháng hóa khí của Dần Ngọ Tuất. Đó. Rồi là câu chuyện tiếp nhé. Chúng ta sang phía tiếp theo là gia đình nhà chị nên chọn hướng chung cư hướng nào đúng không? Vâng. Chọn chung cư hướng nào? Nếu như theo thông tin tuổi các thành viên gia đình chị như thế, chị chọn chung cư ạ, thì chị lựa chọn cái chung cư hướng có phương án đó là hướng đông bắc hoặc hướng đông nam thì rất là tốt. Gia đình chị theo Định Long Tam Phái thì gia đình chị có thể lựa chọn hướng đông bắc hoặc hướng đông nam thì cũng rất là vượng. Và hướng đây chúng ta lại xét theo hướng gì đúng không? Có một số trường phái phong thủy thì lại xét hướng của chung cư theo hướng ban công. Một số trường phái phong thủy lại xét hướng chung cư theo hướng của tòa nhà. Đấy. Còn theo phong thủy Đám Nguyên và cũng như là các phong thủy siêu cao cấp vẫn luôn luôn trong yếu tố về xét định cục cũng như là xét yếu tố tọa hướng của chung cư hay nhà thổ cư thì hướng của ngôi nhà là hướng cửa ra vào, hướng đại môn. Do vậy rằng là hướng chung cư chị là chọn hướng đông nam và hướng đông bắc, chúng ta xét hướng cửa chính. Tại vì rằng là cái hướng cửa chính là cái hướng mà chúng ta di chuyển có yếu tố về nhân khí đi lại thông qua cái môn thì nó mới tạo ra dòng khí được.
Đấy, kể cả cái việc mà đầu xuân năm mới người ta đến, người ta xông nhà lên nhà chị, ai người ta leo ban công người ta leo vào đúng không ạ? Người ta đi từ cửa chính đúng không ạ? Do đó là hướng của ngôi nhà là hướng của cửa chính. Còn ban công là điểm nạp gió, nạp ánh sáng. Đấy, rồi là nạp không khí, chứ không phải rằng là đấy là hướng của căn hộ. Cái hướng căn hộ thì bước ra ban công thì chúng ta đi về đâu? Chúng ta đi xuống đất đúng không ạ? Do đó là hướng của căn hộ là hướng của cửa chính, cũng không phải là hướng của tòa nhà. Hướng của tòa nhà thì chúng ta xét yếu tố vượng suy của cả cái tòa nhà đấy. Đấy, còn đối với xét về cái yếu tố cục diện của căn hộ thì chúng ta xét theo hướng cửa chính. Do đó gia đình chị lựa chọn cái hướng đông bắc hoặc hướng đông nam theo hướng của cửa chính thì nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên một điều cũng lưu tâm với chị luôn như thế này, chắc là chị hoạt động tại Vingroup là một trong những tập đoàn bất động sản lớn thì chắc chị cũng có thể hình dung ra được, đó là chúng ta xây chung cư thì chúng ta xây theo hạng mục của chủ đầu tư đúng không ạ? Thiết kế cũng thế. Bởi vậy cho nên rằng là yếu tố đã xây theo chung cư như thế thì cái trục kỹ thuật của cả một tòa nhà nó sẽ theo thẳng đứng. Do đó là cái nhà vệ sinh rồi là bếp gần như là cố định theo cái vị trí phương vị rồi. Bởi vậy cho nên rằng là chúng ta không có thay đổi được cái nhà vệ sinh này. Vậy nên mua chung cư nó cũng có cái tiện lợi, đó là yếu tố tiện lợi về không gian, cả một sàn chúng ta sử dụng như thế thì nó rất là tiện. Nhưng cái bất lợi đó là những không gian, những cái công năng nó được fix cố định, như nhà vệ sinh và bếp nó cố định rồi thì chúng ta rất khó việc xoay chuyển được. Không thể nào xoay chuyển được từ chỗ này sang chỗ kia được. Bởi vậy cho nên rằng là nhỡ may bị phạm sát. Do đó rằng là bị phạm sát rồi thì chúng ta không có thay đổi được, chỉ cách lại hóa giải. Bởi thế cho nên có một cách là làm thế nào để chữa được bệnh thì chúng ta phòng bệnh trước, thì chúng ta lựa chọn cái căn chung cư nào nó được hợp lòng với mình này, tức là vượng hướng này, nó đắc về phong thủy nữa thì sẽ tốt hơn. Bởi vậy cho nên là chị Thủy cũng có thể liên hệ đến 1900 292, bấm nhanh số 2 là gặp đội ngũ trợ lý của Thầy Phong Thủy Thái Nguyên tư vấn về hồ sơ phong thủy ấy, thì sẽ được chúng tôi tư vấn sâu hơn cho chị về cái việc lựa chọn căn hộ nào sao cho tốt nhất. Đầu tiên chị chọn hướng, sau đó thì có vài ba cái sự lựa chọn về căn hộ. Thì chị có thể là tiếp xúc với lại đội ngũ trợ lý của Thầy Thái Nguyên để giúp chị phân tích xem là trong những căn hộ đấy căn hộ nào mà tốt nhất. Đấy, không thể nào có cái yếu tố về hoàn hảo được cả, nhưng mà tốt nhất là sẽ giúp cho chị rất là nhiều rồi. Tốt nhất đây là những cái yếu tố, các cái công năng nó không có bị phạm, như ở nhà vệ sinh, ở bếp nó không có bị phạm, hay là cái yếu tố về các cái công năng khác mà nó không có bị phạm sát thì chúng ta sẽ khắc phục sẽ tốt hơn. Rồi sau đó thì lúc này đội ngũ trợ lý của Thầy Tây Nguyên sẽ tư vấn cho chị sâu hơn liên quan đến việc lập một cái bộ hồ sơ phong thủy chung cư thì sẽ tốt hơn nữa. Về cái bộ hồ sơ phong thủy chung cư như nào thì thời gian tới Phong Thủy Tây Nguyên sẽ hướng dẫn thêm các cô chú chị biết là với bộ hồ sơ phong thủy chung cư chúng ta triển khai như nào nhé. Vâng. Tự chung lại với chị Thủy như vậy, đó chị có thể lựa chọn sinh cháu vào năm 2022 Nhâm Dần hoặc 2023 Quý Mão, lựa chọn hướng nhà đông bắc hoặc là hướng đông nam sẽ rất vượng các thành viên gia đình chị. Còn nếu lựa chọn căn hộ chúng ta lựa chọn theo hướng của căn hộ nhé. Còn nếu cách cục như thế nào thì chúng ta phải lựa chọn, tốt nhất là lọc được tránh xấu thì sẽ còn lại tốt thôi nhé. Cảm ơn chị Thủy cũng như là các cô chú chị đã đặt đến câu hỏi với Phong Thủy Nguyên. Cảm ơn anh Tài. Cảm ơn chị Thủy, cảm ơn anh Đức Trung. Vâng.